Chào mọi người, thì mình quay thêm cái clip này cho cũng khá là nhiều đồ, cho nên mình phải quay hai clip. Một clip nó không thể đủ dung lượng để quay clip cho mọi người xem một loạt, cho nên cũng hơi mất thời gian mọi người. Nãy giờ mình quay đi quay lại cũng 2-3 lần mà video nó bị lỗi, cho nên phải quay lại lần thứ ba thứ tư nó mới mình mới quay được cái clip này. Cho nên là giới thiệu lại nãy giờ nó cũng khá mất thời gian, và mình cũng nhắc lại cho anh em mình mua hàng nhắn tin qua số điện thoại 0966 89 730, và lưu ý kỹ cái mã số mình muốn mua để đến tay mình nó đúng sản phẩm và đúng mã hàng mình muốn mua nha. Còn trường hợp anh em mua chuyển khoản, nếu anh mình giao sai sản phẩm thì anh em cứ gửi về địa chỉ cho mình là mình sẽ hoàn toàn chịu tất cả các chi phí. Một là mình hoàn tiền lại, hai nữa là mình sẽ giao sản phẩm tương đương nếu anh em đồng ý ha, còn không nữa mình hoàn tiền lại thôi. Nếu mà hàng nó thất lạc thì đương nhiên mình là người chịu, chứ không anh em không bao giờ là người chịu hết ha. Đương nhiên anh em bỏ tiền ra, anh em mua sản phẩm về anh em xài, chứ không anh em bỏ tiền ra mà để mất đi luôn là đối với mình là không có nha. Thẳng là không có, tất cả mình từ lúc bán hàng tới đến nay là mỗi ngày mấy chục đơn hàng, nhưng mà không có trường hợp nào mà anh em mất tiền một lần nào hết nha. Là chỉ có trường hợp là mình giao nhầm hàng thôi. Trường hợp thì đương nhiên thì nó thì việc nó dù mình có sai đâu mình cũng đâu cũng không để hết mọi người giao sai hàng hay gì đó. Đương nhiên anh em cũng có cảm giác bực bội. Đương nhiên nếu mà anh em cả như mà đối với mình cũng vậy, mình mua hàng mà mình nhận hàng sai sản phẩm hay là mình mất tiền, mình đương nhiên mình cũng có cái tâm lý là bực bội và tức tối người bán lắm. Đương nhiên mình cũng cho nên mình cũng có cái kinh nghiệm về phần đó. Mình cho anh em mua hàng là phải đúng sản phẩm mình muốn mua, còn anh em mà nhận mua COD thì nó rất là cũng phiền, cho nó là như vậy anh em không nhận không đúng, anh em trả về là tiền ship mình chịu. 10 người như là tiền ship mình chịu hết 9 rồi, 98 rồi. Còn anh em nào muốn nhận hàng rồi, còn anh em nhắn sai thì anh em có thể hoàn trả lại đây mình sẽ đăng bán lại cho người khác, thì cái chi phí đó anh em phải chịu. Còn mình giao nhầm là mình chi phí mình phải chịu. Và đó là cái chuyện đương nhiên ha. Còn anh em mình nhớ là nhắn tin kỹ nha, nhắn tin qua số điện thoại của mình. Còn anh em muốn trao đổi cái việc gì nữa thì anh em có thể điện trực tiếp qua số điện thoại của mình luôn. Rồi, nói chung nhắn tin để mình dựa vào tin nhắn đó để mình ship hàng thôi chứ không gì hết. Cho nó kỹ càng hơn. Để như khi mình anh em mà sử dụng đời một số anh em trả hàng về cho mình, đơn này cũng khá là nhiều, tháng này cũng khá là nhiều. Do trả hàng nhắn tin rõ ràng cái mã số đó mà mình giao đến tay mà còn chối là không có thừa nhận là mình không có đặt. Mình chụp mình gửi qua tin nhắn xem anh có đặt hay không, rồi cuối cùng phải trả hàng lại mình. Còn số người là còn nhiều khi mình bán gì đến tay mua COD còn phí ship cao mắc nữa, còn không chịu nhận nữa, rất là phiền phức nha. Nếu ai cũng đồng ý hình thức chuyển khoản mình sẽ bán rẻ hơn, mỗi một mã hàng như thế này là có thể là được bù đắp được chi phí cho anh em. Đương nhiên phán COD nó rất nhiều rủi ro đó, không ai quản lý tiền bạc bên vận chuyển nữa, rồi cái đơn hàng nó thất lạc không biết mất khi nào rồi. Đương nhiên anh em mua COD nhiều khi anh em quên nữa. Quên là không nhận, đương nhiên hàng nó mất làm thất lạc, nhưng phải khi mình không kiểm tra nó mất nó làm nó giấu luôn, nó đâu có báo mình đâu, chờ đồng tiền nó chuyển về nữa, nó lu bu lắm chứ khá nhiều thời gian và phức tạp lắm. Đăng bán như thế này soạn hàng mọi người mất thời gian rồi gói hàng nữa mọi người, chứ đâu phải cho người gói hàng nữa chứ, khoảng như thế này mà bán đây mà tại nhà mà tiền nó chạy về mình đâu, phải gói hàng là chờ nhận hàng là chờ nhận tiền nữa. Cái ngày nào nó cũng có gian nan ngày nãy chứ không phải mà dễ, em thấy nghĩ vậy chứ không phải là đơn giản đâu. Mã số 13 nha, nãy quay tới 12 rồi. 13A 450, có thể mình vừa nói anh em có thể giờ nha, hai cái bào nhôm bán 2 cây nha chứ không phải 1 cây. 43 cửa bào 40 nha, dài anh tắt 2 phân. Cây thứ nhất nằm trong hộp cộng theo 2 cái lưỡi bào dự phòng ha, còn bọc đây luôn, máy in da băng luôn nha, đó bọc trong một cái lớp chưa khui luôn nha, có lớp giấy bạc. Nghĩ cái này là còn riêng còn mới luôn nha anh em, đó nó chưa không có hơi gió vô gì lại, nó không có thấm nước và nó không có bị ấy đâu nha. Cái này thì nó anh em có thể về thay ra 2 lưỡi bào, cái này thì nó reset là mình chưa có vệ sinh luôn nha, đó anh em có thể thay vào mà sử dụng. Trong hàng quá nó rất là nhiều, mình có thể không vệ sinh hết được nổi được mọi người. Nói chung cái nào mà còn hoàn thiện thì phía ngoài thôi, chứ nó còn sử dụng tốt mình bán. Cộng thêm mấy cái này thì nói chung là đồ này đồ kèm theo nó để phía ngoài có thể mắc mưa nó bị reset, nên anh em về mà coi tận dụng có sử dụng được sử dụng nha. Dù gì nó cũng còn 2 cái lưỡi bào dự phòng trong đó. Một này giống như hình dạng như lưỡi lam mọi người, khá là mỏng 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 chứ cũng dày hơn lưỡi lam,
này nó bị xét rồi, nó mấy cái đồ linh tinh này nó bị xét rồi, anh em có thể về mài ra sử dụng được sử dụng nha, không vứt bỏ cũng còn hai cái đó ha, trong hộp luôn hai cái nhanh, còn cái thứ nhất, cái thứ hai 450 nha, và giá mình bán chưa bao gồm ship nha anh em lưu ý. Rồi anh em mua hàng là đầu tiên là phải đặt cọc thẻ cào vận chuyển 50.000 nha. Nếu thỏa thuận điều kiện đó thì anh em hãy nhắn tin mua hàng với mình, nếu mình ok thì anh em gửi luôn địa chỉ cho mình nha. 4,5 phân lưỡi bào ha, bằng nhôm nha, này 2,5 phân. Bằng nhôm nha. Cái này nó không biết trong đây nó có cái, trong này nó có 4 con 8 nè anh em có thể thấy nè, nó có dấu hiệu mở nè, mình không phải mình mở đâu nha, không phải mình mở đâu, trong đây chắc đừng hộp sòn kim cương gì anh em về khui ra có gì quý anh em cứ lấy luôn nha, theo mình thì đừng băng lưỡi, chắc lưỡi bào dự phòng thôi, mấy Nhật này hay giấu vợ nó hay giấu vàng hộp sòn kim cương hay gì lắm, anh em về tự khui luôn nha, mình không có thời gian khui ra luôn á. Rồi cho hai cái bào này 450 nha, bằng nhôm nha, đây nè nó nhôm hết nha, quên nãy chưa hết thằng này để vì mình nói nhôm về cái anh em thấy sắt, bằng nhôm luôn nha anh em, bằng nhôm luôn, hai cái 450, 13A nha, 13B là cái món này 400, chưa bao gồm ship. $400 cho cái cây kéo các cành này ha. Cái này nó dài khoảng 2 tấc, y như cái kéo các cành bình thường anh em. Đây không khóa là trước đi ha. Nhưng mà nó lại 9 trong 1 lần nha anh em. 9 trong 1 lần, chứ không phải mà nó vậy thôi không. Đây nè, một cây này chả y cái bàn tay người vậy đó. Giống đồ chơi, giống đồ chơi quá ha. Cái này nó dài có 2,4 anh em. Đó, hình thù y như cái dạng như cây cào cỏ vậy đó. Đây là một cái kéo. Chưa dùng đâu anh em ơi, dùng một cái cưa mini. Một cây tuvix BS2. 4 chi tiết. Rất tiếc là thằng này là xuất xứ China thôi. Còn dạng xuất xứ ở đâu chắc China ra hay là Nhật hay gì anh em cầm tiền triệu mua không được. Theo mình nếu mà nó dạng như hàng da băng thì ai bán 1 triệu mình cũng mua cái mới như thế này nè. Nó thật sự luôn. Tại rất tiếc là nó có chữ China đây. Đóng có chữ China trong đây. Đó. Số thì một số anh em thì cũng dị ứng với mấy cái từ China thì mình không có thể, nếu mình dị ứng thì mình có thể xem chơi, mình không mua. Một con dao với một cây, cây này cây chĩa cây sủi cho anh em, làm nhọn bén ở đây giữa nè. Đó. Này một con dao còn bén luôn. Cái này có thể dùng để đi phượt hay là để cắt cành. Này, y như cái xuống vậy đó nè. Xuống xúc đất, xúc gì đó. Giống y đào trùng câu cá vậy. Một cái thước 7 phân nha, 7 phân mấy nó tính cho 7 đi ha. Một bên đây cái giũa móng tay đó. Nó thiết kế cũng khá đẹp và chắc chắn nha anh em, chứ không phải mà dặn nó mỏng lắm đó. Anh em thấy cái làm cái lớp gân cho mình cầm nắm cho nó không có trơn trượt nè đó. 8 chi tiết này mình không ha. Còn thằng ông nội này ship nó vào như thế này đó, đây kéo các cành. Nếu mà tính từng chi tiết ra thì nếu cái kéo các cành em Trung Quốc bây giờ anh em bạn mua thì nó cũng khoảng 100 mấy 200, rồi còn này tới 9 chi tiết trong một nha, với cái giá này 400.000 thì anh em nào coi cái gì có phù hợp thì mua nha. Đây bây giờ không có cây nào cắt, cây nãy mình vứt đâu à, thôi để mình đo cái này coi nó cắt được bao nhiêu ha, cắt cũng khoảng khá lớn nha anh em. 2 phân nè, nó tính 2 phân rồi ha, chưa dùng đâu nha,
mình chưa có vệ sinh luôn á. Thì mình đăng đây, anh em nào có nhu cầu thì mua, không có mua thì mình xem chơi cũng được, không sao hết. Không có gì cắt đỡ với điện nha mọi người. Khá bé nha, không sử dụng xong khóa lại như thế này, nó có cả cái hộp như thế này luôn, cái bao đựng thôi chứ không phải cái hộp. 13B 400 nha, chưa bao gồm ship. 13 14 14A nha, một cây taro tự động hai chiều 250. Đây nè, tiếp vào thôi. Đó. Thằng này nó không biết của nào nữa đây, còn rất là mới nhưng mà mình không thấy đóng chữ gì đây anh em ơi. Thì có Sam bán vậy, anh em có thể tự nhìn thấy là đánh giá cái chất lượng của sản phẩm. Đó. Tự động nha, trong đây nó có một cái cây xỏ này, trong đây anh em thấy có nó một viên bi. Thì anh em mình cái nói chung cái cây này không có quan trọng nha, anh em sọt cái cây gì vô anh em xài thì cũng được. Để mình đo cái cốt này được mấy ly nha, 4 ly nha anh em, 4 ly rồi. 250 11 14A nha, 14A 250 chưa xí xíp. 14B 200, cho cái cây này 200 này em thôi bán anh em 88, mà thấy 200 nó sao, nó sao đâu, 108 nha, giúp nhiều đến tay anh em cũng khoảng hơn 200 ngoài thôi. Anh em nào ở gần thì nó khoảng 25-30 ngàn COD. Cây này còn khá là mới nha anh em, cây này là cây 500, hết 500 đây nè. Đó. Đây ha. Đó, hết lên. Nếu anh em mà muốn thả nó ra anh em cứ nhấn như này. Đó. Hết cũng khá mạnh ha. Đó. 180.000 chưa bao gồm ship. 14B 15A cây quay kẽm 120. Có thể mình quay lướt nha anh em, chúng quay cũng lướt chúng hòa cho anh em thấy máy ra băng nha. Cây này cái lô hởm mình còn sót lại một cây đẹp 120 nha, dài 27 26. Đó. 120.000 chưa bao gồm ship. Hai cây này 170. Cây này là cây ngắn, cây ngắn cây dài 21, chung cũng đi về nó cũng cùng lô anh em, mà nó cây có chữ cây không. Cây này thì nó không có chữ, nó giống nó có dán một cái miếng cái tem hay gì đây nó bị mất rồi nè, còn cái dấu luôn nè, cũng về một lượt một nhưng mà cây có cây không. Số cây thì nó có đóng chữ như thế này nè, cây thì không, hai cây lớn cây nhỏ nha, 170.000 siêu với ship. Nên lưu ý nha, một cây với hai cây. 16 là bán cái món này 150, cho cây tu vít pin Xman ha, 3.6 một sao pin nha anh em có thể nhé một sao pin như đây. Đây nó bị chó táp đi một số cái vỏ, anh em nào cần ngoại hình đẹp thì không mua cái này ha. Chung anh em nào sử dụng thường xuyên thì anh em mua cái này, không cần ngoại hình thì mua về xài chơi cái này. Ví dụ như cái này cũng là một cái pin nè, mình đóng pin rồi nè, mình sử dụng để mở những cái linh tinh đó.
không cần lực quá cao để nó khỏi cái hư ốc mọi người. Tiền nào của nấy thôi, nhưng cái này nó đẹp anh em, ngoài bãi nó bán cũng không có 150.000 nữa. Thẳng vậy anh em đi bãi, anh em nào có đi bãi biết, những cây lúc mini nhỏ vậy thôi chứ không có bán mình dưới 150.000 đâu. Có này tốt xấu thì mua được cũng có vài chục ngàn và kiếm tiền cơm thôi rồi. 16A 150.000 nha, anh em về tự đóng pin luôn nha. Trong mấy cái motor này khó hư nó lắm nha anh em, không có hư đâu. Mấy cái pin mini này chạy biết chừng nào mới hư nó. Chung mình mua mù mình sẽ bán mù như thế này luôn nha anh em, đừng dù có xui lắm về nó biển nó chạy motor không chạy đền nha. Mình nói mù bán mù nha, mấy cái pin này. Này 16B 600.000 cho cái bộ cái tống này. Hai cái đầu trừ, hai cái đầu cộng. Chung cũng khá là lâu rồi mới gặp được một cái nó full mới như thế này. Cha này giữ ra bát luôn ha. 600. Này của Mỹ hết rồi. Giữ đây luôn ha. Full bộ full mới luôn. H1 Steam gì đây, pin bắt driver ha. 600.000 mà được mới như thế này anh em cũng xứng đáng nha mọi người. Đây còn full mới luôn. Bộ tự nhiên mình hỏi mình có hay mua lẻ lẻ, có một số cây lẻ lẻ nhưng mà nó được như thế này không. Hôm nay nó về được nguyên bộ như thế này. Cái này ở ngoài nó cũng có anh em, nhưng mà riêng như thế này mình bán riêng nguyên hộp nhìn luôn ha. 600 đó, chưa dùng luôn nha. Cái này cái dấu cấn chứ không phải là nó đóng đâu nè. Đó, nó đóng anh đây nè, anh em thấy ha. 600.000 nha, anh em chuyển khoản rồi ngủ với ship nha. Cái nếu nào nó ship khoảng tầm trên 50, có khoảng tầm 50 60, không biết ai là người sở hữu ha. 17 đi, bán cặp đôi chuột này 300.000 super. Cái thứ nhất chỉ có một cái 17 thôi, super nha. Là qua đảo chiều lại 17, thằng này 19 21, này cũng super luôn. 19 21 cho băng nha, cây này mới 100 chưa dùng luôn. Mấy cái đôi chuột này mới nó mắc tiền lắm anh em. Anh em dù mua được 300.000 được hai cây này, chứ anh em cầm 300.000 không mua được một cây này nữa. Cho nên mình mua hàng bãi cũ, mình săn được hàng bãi cũ mới được mới như thế này. Anh em mà mua hàng cũng được tiết kiệm khá nhiều chi phí ha. Đó, anh em thấy có chưa thấy dấu hiệu sử dụng luôn nè ha. Còn mới xanh lè luôn, không bong tóc mạ rơm luôn. Chung 3 số bán hai cây vậy 3 số nha, chứ đẹp nữa không có. Cây 17 nhiều đẹp nữa không có. Đó, 17 17 19 21, 3 số ha. 300 chưa bao gồm ship nha. Đây có mấy cây đuôi lẻ đây, 18A 200 17 19 của Tết nha. Thì cây này thì nó có sử dụng rồi nhưng mà cũng sử dụng ít, còn kêu róc rác ha. Nó có độ rung lắc nhất định thôi chứ không phải là nhiều quá nghe anh em đó. Cái này sử dụng ít nè, tại vì ở đây nó có một viên bi và có lò xo đây nên anh em lắc nó có phải có sự rung lắc rồi. 200.000 17 19 18A. Cái này chắc mình đây mình quay nhiều cho anh em, bán nhiều cho anh em cũng không được rồi. Nên anh cho anh em xem cái sự rung lắc của cây mới này ha. Đó, nó cũng có rung lắc nhẹ. 18A 200, 18B 250, 250 cho cây 19 24 của Tết. Cây này cũng còn khá là đẹp, nó quăng bãi thôi, có sử dụng nè.
thấy nó đóng là mình biết có sử dụng. Róc rác luôn ha. 24 cái đầu điếu nó khá là dài nè anh em. Cây này độ mới nó khoảng 70-80% nha. Đó, cây này anh em thấy cái đầu rơ nè. Còn khá sáng. Để đo cái đầu điếu nó dài như ha. 6 phân mấy. Bên đây thì nó được con phần rưỡi rồi. Đó. Điều róc rác ha. Anh em mua về sử dụng anh em nên chăm miếng nhớt cho đây. Anh em để cho nó có độ trơn tu ha. 250 18B nha. Chưa bao gồm ship ngăn cả nhà. 19. 9 là bán cái cây này. 400 nha. 400 hợp mấy cái cây hợp mình bán mấy cây mini và bán có cái cây này có một cây khủng hơn của Super. Nó một cái lớp sơn màu đỏ nên nó quăng bãi không biết lâu không biết chắc khá lâu. Thép nó không có bị ăn mòn nha. Đây nè. Đây ST1 1/2 đây ha. Cây này khá nặng và dài. Loại khủng nha anh em. Ở mình bán mấy cái loại mini thôi, nhưng mà cái này là cái đoạn loại lớn. Dài 42 nha. 42. Xích cũng là xích lớn lắm nè. Cái này nó sử dụng có sử dụng rồi nè. Cái phía chót bên đây nó bị cấn tí xíu. Đó. Cái này thép nó cỡ này luôn anh em thấy là nó muốn hơn mẹ cái răng nó là còn sử dụng dữ dằn lắm nha. Chung hư hay không cũng do mình, sử dụng mình cũng phải nương nó chứ không có đồ gì mà chịu được hết anh em. Ví dụ anh em mở những cái ống mà reset hay gì đó, anh em để ngoài mưa, cái này chắc mở cái nhỏ thì anh em có thể cạo mâm lửa xe Honda, còn cái này lớn thì anh em cạo bất cứ thứ gì ha, đồ nặng. 400 ngàn chưa bao gồm ship nha. Cây này 1 kg mấy nha, ship COD là anh em phải lưu ý không dưới 50 ngàn. Anh em được thì anh em trước khi mua hàng thì mình dự đoán có phí ship, chứ để khi mua rồi về tay ship mua có 400 về nó 460-470 anh em trả hàng mình nha. Đó, những cây đi ship về nếu mà trả đi trở về là tốn gần 100 ngàn tiền ship là đó, anh em mất 100 ngàn anh em buồn không? Còn đối với mình nó mất khá là nhiều, không phải không chỉ một người mà còn khá tháng này cũng khoảng mười mấy đơn người mới có nửa tháng thôi. Ý lý do là không nhiều, có lý do nó hết sức vô lý lắm. Hai cây này 170 ngàn, cái búa hai búa nha. Đây hai cái búa gõ xí hàng này, một đầu bằng và một đầu nhọn này. Hai cái búa này nó rất là mới nha, nó chưa dùng luôn. Còn hai này hai đầu tròn. Đó. Này 16 để đóng số 16 đi luôn. Cây này 1/4. Chung mình mua cái giá nào sẽ bán với giá tốt, mua giá tốt bán giá tốt cho mọi người. Mua mắc mình bị sắc thì mình mới sắc lại thôi. Nó chơi vậy thôi chứ nhiều sản phẩm bán lỗ thấy bà về nó hư mình bán đâu có được mọi người đâu. 16 nha. Thằng này tới 37 lần. Cán của nó cây dưới cây nhọn á. Đúng rồi, đường kính nó để 16 nha anh em. Đường kính ông nội này nó được khoảng 7 phân, bỏ 7 ly. Một lớn một nhỏ nha. Đó, găng tay hơn hai cây này. Chuẩn đẹp luôn nha, có 170. 170 ngàn chưa bao gồm ship. Còn khá là nhiều nha. Bán cái món này. Cái món không số đi để cho anh em mua hàng thì anh em cứ nhắn Eto. Eto nha. 480 ngàn cho mã số không số 480. Made in da băng luôn nha. Cái này mình chưa, nó chưa xài luôn nha anh em. Để mình quay ra hết cho nó được khá là nhiều nè. Răng nó còn khá là cao nè.
Bây giờ mình chưa vệ sinh, mình có nó có dính đất thì quay ra nó hơi không được trơn tru, nhưng mới anh em về vệ sinh ra quay nó rất nhẹ ha. Cái này nó kẹp khá, đồ là khá lớn nha, trong đây còn răng nữa nè. Rồi mình chừa lại khoảng 2 phân rồi cho nó bám răng đi. Cầm hơi cũng đuối tay nữa mọi người, 50 mấy ha, 56 rồi, 57 rồi đó. 57 rồi. Cho cái tô này 408 đó, máy in ra băng nha. Thì anh em chuyển khoản thì thêm 20 ngàn đi, mình đi ship nha. Cái này nó tầm 1 ký mấy, 5 cân rồi, ký mấy 2 ký nha. Lấy cái cần cần luôn với anh em, ký 7, 1 ký 7 nha, 408. Hàm nè, mới xanh lè luôn nha, nó chưa dùng luôn nè. Còn cái này nó bị ấy xét thôi anh em, về không có dấu hiệu sử dụng luôn nha. Em bảo anh em về cái hàm ấy vào nó kích rịch luôn nha. 408 cho cái eto này chưa bao gồm ship. Có 2 thùng đồ nghề, thùng A 108 kích thước 37 13 7 phân mấy ha, 7 phân rưỡi. Cái này mình trên tay mình cảm giác nó không được dày lắm nha anh em. Nó cũng dạng toan nhật. Đâu rồi? Cái này thì còn khá là mới. Có ở đây đâu rồi, với nãy có cái tem Nhật đây. Còn khá mới. Đương nhiên nó quăng là nó cắn đồ, nó có sự trầy xước đây. Đây. Trong cái thùng này không biết đồ chế hay đồ gì anh em ơi, và nó chế nó sử dụng hay gì đó ha. Đây nè, anh em thấy nó gạch tùm lum đó, nó làm dấu để nó chế hay gì nè. Đây nó làm tâm. Này chắc cái thùng nó chế to, nó thì cũng không được dày lắm, thì anh em đựng đồ anh em bảo quản trong nhà cũng được, nó không phải tránh mưa tránh nắng tự nhiên nó cũng ấy lắm. Về to nó người ta chất liệu người ta nó không phải như to mình ở đây đâu, để anh em để đây là tự nó mục đâu, to phải to chợ anh em để đây vài năm là tự nó mục đâu. Còn này người ta không biết sao bao lâu rồi nè, nhìn em thấy nó chỉ quăng bãi bị trầy xước thôi, cắn với đáy tí xíu. Vậy lấy búa cao su anh em gõ ra ha. 180 ngàn. Thùng A. Thùng B 220. Chưa vệ sinh nha. Banzai thì nó có bắt đầu nó reset tí xíu nè anh em, với lại không có nhiều lắm nha. Nước sơn thì nó cũng không có 34, không được đẹp lắm. Thì đương nhiên rồi, nó phải quăng nó hàng tấn đồ trong đó mà, nó không thể nào được như mới được. Một tấc đó. Đây thì được 15. Đo ngang lại được 15 nha. Thì cái này nó cũng còn khá là chuẩn. Đây. Của cái tên nào sử dụng nó viết chữ nó luôn ha. Nên nó có trống lỗ, trong mấy cái lỗ mặt lỗ giác nó giác bên đây chứ không phải nó bị mục bị gì nghe, nó nguyên bản nó như thế này nha. Đó, nó có 2 cái lỗ bên trong còn sơn này nha, không reset. Giá này tới tay anh em 250, 250 hơn là vừa đó. Đó, này khóa lại thôi, nói về vệ sinh lại nha anh em. Anh em muốn đẹp hơn thì anh em về cạo ra anh em sơn theo ý của mình. 220. 21. Cho cái búa này. 200 ngàn cho cái búa bi này. Dài 32. Đầu búa tắt.
Đường kính nó 3 phân. 3 phân nha. Chưa dùng luôn, bố bi. 560 g. Check mát ha, cán cũng còn đẹp. Đây cái đầu, nó cái đầu bi như cái cục cu ly luôn ha, nó bóng ngời luôn. Tròn xe như cục cu ly luôn ha. Rồi 200 cho cái bố bi số 21, 21 200. cây nha anh em, 170 cây. Thôi đánh AB đi để anh em dễ. 22B. 22A. Hai cây này thì nó cũng giống nhau thôi chứ nó không có khác gì nhau hết á, nhưng mà để đánh số cho nó dễ. À là nó có sự khác nhau ở cái chui. Thằng này giác vậy. Đó, khác nhau ở cái chỗ này. Đó. Kích thước cũng như nhau. 26 nha. Tắt. Đường kính nó 23, đường kính 23 ly ha. Hai cây này y nhau thôi, không có gì hết á. Giống thằng này nó, để coi mình đo nó coi nó có nhỏ hơn không. Thằng này thì dù nó 21 mấy anh em ơi. 22, chênh lệch nhau 1 ly. Cái này nó bị reset á, mài ra chứ không phải là nó bị gì nha cả nhà. Chứ không phải nó bị lỗi gì đâu. Đó. Này nó bị reset ấy ra thôi. Cái này bị reset nhiều á, đánh nó ra. Cây này không biết có, cây này không biết có sử dụng lướt hay sao. Đó. Hai cái đầu nhố đinh thì còn hoàn thiện đẹp ha. Chung hai cây này nó cũng dạng 90 nhau thôi. Thằng này cũng còn tem, có tem mà cũng rách rồi nè. Nhưng giá tiền để đây mà nó bị mất rồi. Bốn nhật không nha. Đây. AB nha. 22A, 20B, mỗi cây 170. Nhắc lại là anh em nhớ để ý kỹ mã số giùm mình. Mỗi cây này 380 g. 23. 180 cây. 450 g. Cũng dạng búa nhậu đinh. Đây. Chung mấy cây này còn đẹp hết nha anh em. Cá nó không bị rách. Dài 28. Ngày này cũng tắt thôi. Đường kính 23. Khá đẹp ha. 180 ngàn. 23. 24. 24A đi. Này có hai cây giống nhau. 24B. 1 giờ này quay nó cũng hơi mất thời gian nãy giờ khá nhiều rồi. Chắc có thể mình up ban ngày không kịp cho mọi người, để tối anh em để chút mình rảnh mình up ha. 24A 200. Búa đầu trâu. Khá đẹp nha. Có sử dụng cũng không, đọc sọc caro cũng còn đóng không trượt nha anh em. Chung mấy cây này nó rất là thông dụng ha, bán hoài giờ đổi đồng mỗi clip mỗi đo nó mất thời gian quá ha. Thêm cái búa đầu trâu này nữa, cây này của Doc Du, quên rồi cho anh em xem. Cây này có thằng của Doc Du luôn,
Nhưng mà thằng này nó không có đóng chữ Make in Japan đây. Cây A nó không có đóng Make in Japan nha. Còn cây B lại có. Đó, anh em thấy cũng chung một hãng mà cây có cây không, chứ không phải mà cái nào cũng cần thiết phải đóng da băng. Cái chân này thằng anh thằng em, cây này thì nó reset hơn nhiệt nổ mà rơm. Lại cây này thì nó cũng vậy thôi, tùy theo tầm mắt của mọi người. Cây này như nó thằng kia 10, thằng này đây cũng 8-9 ha, cũng sử dụng nhưng mà không có mẻ gốc nha. Thép nhật nó cứng cỡ này anh em thấy nó đóng cũng đâu phải là ít đâu. Đầu nhổ đinh nó còn ngon lành hết nha. Rồi cái này cái B máy in ra băng 200 ha. Đốc du hết nha, hai cái búa đốc du. Ô khá là nhiều thời gian mọi người. Giờ tới dao 20 mấy rồi, 25 ha. Giá ngay này cho muốn đứt lưỡi tai, đứt tai. Ba cây 200.000. Rẻ chán anh em xài dao giờ các anh em biết không? 200.000. Để như khi anh em nhìn không nhầm nói 100 cái đó. Nhìn trên đây 100 về mà nhận hàng lại nó 200 nó khổ nữa. Này dao gọt trái cây 19,5. Cái đây khoảng anh em tự giờ luôn ha, 19 phân. 23,5. Dao này 13. Dao này dao dạo cắt bánh á. Còn dao này của thằng thằng nó dao băng. Dao vào trái cây nha, không mẻ không gì hết. Quăng bãi cũ thôi. Rồi dao cắt bánh. Cái này nó hơi mất thời gian quá. Tiếp theo con dao này nữa. Dao này nó quăng bãi, nó có nhâm anh em mình mài lại. Ở trên đây nó khác cái gì không biết. Là bây giờ hàm cá sấu vậy nè. Hàm răng cá sấu. Cái này nó khắc laser nha anh em, nó khắc laser cái tên cái thương hiệu hình như vậy nè. Cái này chắc sử dụng nhiều nó trôi đi nè. Đó, chứ không phải dao chợ đâu. Chung dao này mấy dao Nhật anh em xài á, mình cũng đang xài á. Cho mình cắt nó rất là lâu lục. Như là mình thái đồ ăn, thái thịt đồ nhìn nó bé nó ngọt lắm. Khỏi phải không phải như dao chợ anh em cắt hoài không được, cắt hoài như cắt vài cái cắt hoài không đứt. Mất thời gian lắm. Dao này cán cũng đẹp nữa nè. Mà sử dụng dao tới đây 16 thì anh em kéo găng tay ra. 16 thì cũng vừa tầm dao bếp mà nè, dao bếp dao thái thịt mà. Cũng khá là dày nha, dày ly mấy á. Quay góc này sao nó hơi ánh sáng nó hơi bị cháo. Còn không có mỏng lắm đâu nha. Rồi 3 cây 200.000, 25. 26, 200 luôn. Nha, 200. 2 cây. Cây này cũng vậy, sao nó mất cái thương hiệu. Nè anh em, nó có còn mờ mờ đi một cái dấu cắt laser, nó cắt laser lên đây đó. Đây là nó còn một chút, dính một chút ít nước sơn ha. Đó. Nó cắt laser như mấy cái này nè. Dao có lỗ ha. Thêm một con dao lại này gọt trái cây luôn, bén quá.
chung đã mài sơ liếc sơ lại cho anh em mình. Đây, dao 15 rưỡi, tổng chiều dài 27 ha. Đây khoảng 43. Còn dao gọt trái cây nè, 27 tới đây 15 luôn. Đó. Hai cây này có 200 ngàn. Đó. 226 nha. 27. 200 luôn, hai cây luôn. Cũng vậy. Cái này không có thấy, nó không khắc, nó phải là dạng như mấy con dao kia nó khắc, còn mấy này không thấy. Nhưng đảm bảo anh em về nhìn cái chất liệu với cái thiết kế người ta làm, nó không phải mà dao ở đây bán đâu, mấy chục ngàn cái đâu. 43 44 ha. Này, dao này nó làm thép, nó quấn tới quấn vòng vòng tới đít luôn. 29 16 rồi. Thêm dao này nữa, 27, dạng dao gọt trái cây nhỏ nha, nó tất, tổng chiều dài 19 ha. Dao này khá dày, anh em dày khoảng 2 ly hơn, còn này 1 ly mấy, 2 ly. Hai cây nha, trong hai cây này nó không có khắc lên, nó không khắc chữ nhật lên ha. Hai cây 200, 27, 28 cũng lại 200. Hai dao bán đồng giá, mấy bộ là bán đồng giá. 27, 200, hai cây nữa. Cây này ngang 46, 28 rưỡi, đây 16 rưỡi. Thôi giờ mấy dao cắt bánh nè, cắt bánh mì gì đây, khỏi đo nha, nó dài hàng cây này một tí xíu. Số dao thì nó khắc laser, số dao thì nó khắc chữ nhật. Quăng bãi có nhâm mài là hết cho anh em nghe, về không béo thì mài thêm. Mấy dao này anh em làm bếp thì khỏi chê ha. Hai dao này hai dao nhật luôn nè, có khắc chìm luôn. Cán nó không đẹp lắm, cái quan trọng cái thép nó thôi mọi người chứ gì hết. Rồi 27, 200, 28, 240, 30, 05, dao dài 18, 4 phân 1. Ôi nó chá. Cái này nó khắc chìm. Dao này còn đẹp. Cán cũng đẹp luôn. 240 nha. 28, 240. Chưa bao gồm ship nha anh em. 29. Thì anh em nào muốn mua cái nào thì từ từ xem nha. Từ đây tới tối còn dài, anh em cứ từ từ xem. Còn không có nhu cầu mua thì mình xem chơi thôi. 29, 208. Trong giao đề 3 này ha. Tám ly nha, chung tùy theo xấu đẹp. Mấy con dao này không hề rẻ nha anh em. 29, 15, dao này còn đẹp. 208 thôi. 208, 29, 20, nó lại ghi nhầm nữa nè. 29 mà lại ghi 28.
29 nha. Chứ mỗi ngày áp lực làm việc nó khá là nhiều lắm anh em, chứ không phải như anh em đi làm đó hết giờ, đi anh em đi làm việc nhà nước hay làm công nhân gì đâu phải hết hết giờ nó gì hết giờ về, nó rất đơn giản ha, nhưng mà nó rất là nhiều việc, phải bán hàng, đăng bán hàng anh em, về xong đâu rồi hậu bán hàng, gói hàng, đóng hàng, trả đi trả về, tốn công sức gói hàng nữa, mệt lắm. Thành phần nó phá quỷ tôi, nó phá nó chứ không phải vậy không anh em. Anh em nào muốn cái nghề này thì cứ nghĩ công việc chính mà cứ chạy theo làm ha, rồi biết được cái cảm giác của người bán chứ gì hết á. Cái này khá là dài nè, 6 tấc 8, như thở mình bán, mình đăng clip mình bán như thế này á, thì dù cái cưa này nó 6 tấc mấy, dù nó mình tháo lắp ra để mình gói hàng cho nó gọn lại, anh về anh thấy cái gói hàng có 3 tấc à, có 3 tấc mấy, anh không nhận luôn, trả lại mình nói mua cái cưa 6 tấc mấy mà sao mà về còn có 3-4 tấc, thì cứ xui hàng ra không đúng hàng của mình, mình mua thì mình có thể anh trả lời lỗi mình không nói, chứ xui ra mà đánh giá vậy thôi, cái trả về đi, xui ra thấy hai cái về cái nó có 3 tấc mấy, cái trả về mình đó, lắp vào cái cưa này, có thể lắp vào mấy cái cưa này, lắp vào nó rất là đơn giản, khó khăn gì đâu. 5 bản nó 5,5 phân rưỡi rồi nha. Đó. Cái này mốt anh em cứ có mấy cái những cái lưỡi cưa mua cưa lưỡi cưa như thế này mà sử dụng là mà thay lưỡi thôi. Cái này 3 tấc 3 nè. Cái cưa thô nè nha. Mấy cái này cũng hay anh em. Thì ta tháo lắp để người ta gói hàng cho nó dễ. Về nói mình giao trật không trật chỗ nào, hiện dụng nó dài quá mình ấy lại chứ có gì đâu. Thì anh em mình mua hàng lúc nào mình cũng ghi trong đó là anh em được xem hàng hết á. 30 nha, 250 chưa bao gồm ship, 250 luôn. 31 quay như đây, hai cái clip này mất 2 tiếng hồ thời gian soạn hàng nữa, rồi chờ anh em điện, chờ anh em nhắn tin là chốt hàng nữa, cả ngày làm việc chứ đâu phải ít. Dùng cái một cái cưa 3 lưỡi nha, đây là nhuyễn nè, cái này thì thôn tí, ba cỡ khác nhau cho anh 3 trong 1 luôn, thô nè, đó, mấy này thì nó 23 nè, mấy này phải đo lưỡi nó thôi đi, khoảng 14 nè, đo lưỡi thôi nha, này 2 tấc. Ba trong một ha, nó bé ngót này, cái này thì răng này anh em dũa rất đơn giản ha, mấy xài mấy cưa anh em mua dũa thêm chứ không phải nào mà cứ một đòn nhật anh em xài hoài được, không có đâu, anh em bảo quản mức cưng mức ấy nó thôi, mình anh em sử dụng đúng mục đích hay là anh em cưa vừa sức với nó thôi. Cây bên lớn thì anh đi cưa cây dừa này, ai mà chịu nổi. Chủ nhật luôn nha. 31 250. Cưa tầm 7 tầm 3 rồi nói xài cái lục cái nói cưa bán cưa mấy cái lục. 32 200. Cưa này lại lưỡi nó hơi, cái này chắc nó sử dụng là anh em nó dũa khá nhiều nha, cũng còn bén lắm. Có lẽ nhìn nó anh em nhìn thấy là nó cưa này nó thô vậy, sử dụng nhiều mà còn bán ngót à, nó sử dụng nó dũa lại cái ngót à. Cái này dù lưỡi cưa này anh em sử dụng dù nó có mòn rồi anh em ha, không phải vứt đi cái lưỡi này đâu nè, anh em biết làm như anh em có thể mài là thành một con dao, anh em mà mài thành lưỡi dao ấy, cắt cực kỳ sắc bén luôn, nó thép nó không phải như thép, lưỡi dao nó khác ha. Nó dẻo này, nó dẻo lắm, như dao thì anh em thấy nó cái thép nó khác nữa. Anh em thường xài lục rồi anh em có thể lấy cái này anh em mài thành dao anh em cắt thử, anh em chế cán, anh em chế cán nó rất đơn giản ha, chế cán mình không nói tới, cái này cưa nó cũng dạng tháo lắp được. Mấy ra bằng cái cán cưa nó còn rất là mới luôn, chung tại vì mình hết lưỡi này chứ không thôi có lưỡi mình bán luôn cái lưỡi mới cho anh em. Julie ha.
nguyên dạng 4 phân, ngang nó 4 phân. Này, đó, tổng chiều dài nó được 45-46 nha. Đó, tháo lắp lưỡi ra, ví dụ mình có dao nó dài quá, dao hàng cho anh em mình nó dài quá thì mình tháo ra. Đó. Vô sắp lại cho nó gọn lại. Càng dài càng nặng càng mất tiền chứ làm cái gì. Đó. 200 nha. 20 mấy là 32 rồi, giờ tầm 33. 150 một cây. Mới về cũng chưa khui luôn, mình khui với anh em luôn nha, cho anh em cùng xem luôn. Nếu có lỗi thì mình bỏ lại. Này khui sao đi. Mấy này nó lấy ở phần trên rồi ta. Ôi cha ơi, nó đẹp tình luôn cái máy này. À, này nó làm thấy nè. Chắc cái chất này nó làm vậy chắc mình dùng chắc mình phải xé cái bao bì ra luôn. Để mình coi nó có mẻ không nha. Phải xé cái bao bì đi. Còn ngon là anh em ơi chứ không có mẻ đâu. Phải có thấm nước vô nó hơi reset tí xíu thôi. Đó. Còn bé ngót vậy luôn. Mọc mịn nè. Anh em mịn. Bên đây thô một tí. 150 một cây nha. Đây là còn cái lớp mũ nó bọc đây luôn nè. Chưa sử dụng luôn ha. Đây nè. Nó để miếng gỗ nè anh em thấy không? Gỗ mình cầm nó cưa. Cái này cũng vậy. Cây nào cũng như cây nấy thôi anh em nè. Đó này, gỗ đây, gỗ ngang, gỗ dọc. Gỗ ngang, gỗ dọc, cưa ngang, cưa dọc, cưa kiểu gì cưa ha. Cây nào cũng như cây nấy. Thằng này thì nó cái vỏ nó thằng này thì dễ rồi. Thằng này thì làm thì nó có cái sẹo tia. Cha này mới mà nó dục trong đây nó bị nhâm đi một hai cái răng. Chung cả trăm cái răng thì đương nhiên nó mẻ cá hai cái anh em cưa cũng được chứ không phải không được anh em. Cái này nó chưa dùng tại nó để trong đây đi. À, bên đây còn đều ha. Còn bé ngót luôn nha. Bên đây có hai cái này. Rụng hai cái răng đây. Tám. 54. Dài 27 tới cán nha, cưa được khoảng 22. Thôi để đánh số rõ ràng đi. AB cho anh em mình dễ mua hơn. Để khỏi lộn xộn ha. Bà này. 33 hả? 33B là cây này. 150. Thôi rụng hai cái răng bán 140. Nó cây này là của mình lợi mấy chục bạc. Này 33A. Đó. Anh em mua hai cây này thì chuyển khoản đúng số tiền này mình sẽ reship luôn nha. Cây này thì nó không có rụng răng anh em ơi. Cây này mình coi rồi không có rụng răng nha. Không có rụng răng. Nó cây nào cũng còn cái bọc này. Rồi mỗi cây 150 AB nha. 33. Còn hai cái bình cuối cùng. 34. 250 phải không? 534. 35. 35. Tiền nào của nấy.
Bên này thì nó dài khoảng 33. Đường kính khoảng 9 phân. Này có thermos à anh em. Thermos một số đồ như máy in ra băng sao một số lại không, cũng thermos mà lại không in nha. Chung cái này mình không có hiểu. Đó, cũng còn khá đẹp, nó bị mỡ, cắn mớp đầy tí xíu, đầy tí xíu rồi nha. Đó, đầy tí xíu thôi. Nè, cái nút này. Cái này cũng còn khá mới. Cái này anh em có thể bỏ đá, giữ đá, đá nước sôi cũng được. Chứ mình cũng chưa có đựng nước sôi, mình đang dùng cái bình để đựng đá cà phê đi làm theo uống thôi. Đó. 250. Như cái bình mình cũng đâu có thương hiệu đâu cả nhà, nó mình bỏ nó đá từ sáng giờ khá là nhiều luôn á. Ly cà phê pha bỏ đây đá còn nhóc luôn. Đá còn nhóc luôn. Chưa chảy, chưa chắc nó tan, chừng khoảng 20% thôi. Rồi bình cuối cùng quay như cả tiếng đồng hồ, nó quay mà quay nãy giờ bị lỗi quay mấy lần rồi. Anh em biết tính đăng nên cho buổi trưa đầu giờ tính đăng mà cuối cùng cũng không kịp. 10 tấn tổng dài 3 tấc này có xa ra. Này có mấy da băng không? Đây số cái có mấy da băng số không. Thì sắp tới đây mình sẽ có một số hàng của Thái về bán cho anh em. Anh em cứ đón chờ, anh em nào chưa mua hàng thường xuyên mình thì khỏi nói. Còn những anh em mới thấy video thì đăng ký kênh mà theo dõi những cái clip mới nhất. Để coi nhiều khi mình có người quen đi bển về mà có thể có một số mà hàng nó lạ lạ thì mình có thể lấy về bán cho anh em. Nói chung là cũng có mấy mức giá vừa phải. Cái này chắc là như bình thủy anh em, mình giữ nước sôi hay gì ấy. Giữ đá cũng được, dạng đá nhuyễn. Đó, bình này dung tích nó là nhiêu đây mới tinh luôn nha, hôm nay mình chưa vệ sinh luôn á, về vậy mình để vậy luôn. Dung tích nó không có để đây này, đúng rồi, chắc bình giữ nước nóng gì hay hơn nữa. Thì cũng có thể giữ đá có bị cắn đây tí xíu nè, hai cái này, hai con mắt vậy đó, còn đẹp luôn nha. Không để bình này mình nghĩ chắc cũng phải tầm 1 lít nha anh em, cũng khá là bự, 3 tấc mà, 3 tấc ngang tấc. Rồi hết rồi, cảm ơn cả nhà đã nay xem hai clip của mình nha. Quay mấy cái clip này anh em thấy mất mấy tiếng hồ, thì hai cái clip này anh em thấy cũng rất là nhiều đồ nha. Đó, hai clip này khoảng 50-60 món đồ nha, cũng khá nhiều sự lựa chọn cho anh em nha. Đó, chọn bao nhiêu đây hà anh em thấy cũng khá là mất thời gian vô cùng, rồi chờ anh em mua hàng, rồi chờ thời gian gói hàng nữa. Rồi anh em nào muốn xem kéo thì xem cái clip 1 nha, kéo với nhíp rất là nhiều anh em, kéo toàn xịn, còn với nhíp rất là chất lượng ha. Hôm nay bán như đó thôi mọi người. Rồi chúc cả nhà buổi tối chủ nhật hạnh phúc vui vẻ ha. Rồi một ngày là một ngày nghỉ cuối tuần thì mình nói chung anh em nghỉ chứ mình cũng chả được nghỉ đâu, lâu lâu nghỉ một ngày. Mình chứ mình lao động tự do chứ không phải mà làm việc cho ai, nhưng mà cũng khá là nhiều việc chứ không phải là ấy anh em. Rồi cảm ơn cả nhà nha.